Xin chào anh chị nhà đầu tư, rất vui gặp lại anh chị trong cái phiên sau cái phiên giao dịch đáo hạn của phái sinh. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta chứng kiến là thị trường có những cái thời điểm tăng và giảm rất là sốc, đặc biệt là trong phiên sáng khi mà thị trường mở cửa đã tăng khá mạnh. Tuy nhiên thì cái lực cung nó bán ra và khiến cho chỉ số chúng ta giảm điểm trở lại, đặc biệt là trong phiên giao dịch buổi chiều. Chỉ số mở cửa và đã giảm khá mạnh trong cái khung sau 14 giờ chiều. Tâm điểm trong phiên giao dịch hôm nay thì chúng ta có thể thấy là nhóm cổ phiếu dòng Vingroup đang là hai cổ phiếu là Vinhome và VIX đang là hai cái cổ phiếu mà khiến cho chỉ số giảm khá mạnh. Ở đây cụ thể là VIX đã khiến chỉ số giảm 3 điểm, Vinhome khiến chỉ số giảm 1,5 điểm và cổ phiếu thứ ba là SAP. Ở chiều ngược lại thì có Maxan, Vietcombank và VLE đang là ba cổ phiếu mà hỗ trợ cái đà tăng của thị trường. Ở trong phiên ngày hôm nay thì khối ngoại bán dòng khá là mạnh. Khối ngoại hiện nay bán dòng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 1.300 tỷ, trong đó là bán mạnh nhất là VIX khi mà bán dòng tầm hơn 1.100 tỷ. Với khối lượng bán dòng VIX khá mạnh nên đến bán dòng lên đến gần 13 triệu cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay và bán trực tiếp ở trên sàn, khiến cho cổ phiếu VIX trong phiên ngày hôm nay giảm điểm khá mạnh, giảm 3,6 điểm. Tí nữa chúng ta sẽ xem qua về đồ thị phân tích kỹ thuật của VIX để chúng ta nắm biết hơn, rõ hơn về cái trạng thái hiện tại của cổ phiếu này. Nhìn chung thì trong phiên ngày hôm nay thì cái độ rộng của thị trường cũng khá là tích cực khi mà trên sàn chỉ số VN30 có đến 20 mã tăng giá và chỉ có 7 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch của sàn hay của VN-Index thì vẫn duy trì ở mức trung bình khi mà cái giá trị giao dịch đến phiên giao dịch ngày hôm nay khoảng tầm 18.000 tỷ. Chúng ta sẽ cùng đi qua về cái đồ thị kỹ thuật của thị trường trong phiên ngày hôm nay để xem diễn biến thị trường sau cái phiên đáo hạn này có cập nhật gì mới hay không. Thì chỉ số VN-Index của chúng ta hôm nay sau khi chạm cái vùng 1.350 điểm là cái vùng mà kháng cự trước đó của chỉ số, đây là cái vùng này thì chỉ số đã quay đầu giảm điểm và đóng cửa ở mức 1.345 điểm. Và thanh khoản phiên ngày hôm nay thì tiếp tục suy giảm so với các phiên trước, chúng ta thấy rằng thanh khoản hôm nay chỉ còn duy trì thấp hơn ba phiên trước và đang nằm dưới đường trung bình của 2 phiên, cho thấy rằng là cái dòng tiền ấy ở thị trường hiện tại nó vẫn là thận trọng, dòng tiền tiếp tục suy yếu trong các phiên giao dịch gần đây. Còn chỉ số VN30 thì sau khi mà chạm cái vùng kháng cự nhỏ ở trên vùng này, chỉ số quanh 1.455 điểm thì chỉ số cũng đã quay đầu giảm và khối lượng giao dịch cũng suy giảm khá mạnh và đang tiếp tục là nằm dưới trung bình của 20 phiên. Thì tổng thể nhìn về diễn biến giá và khối lượng giao dịch hay là còn nói khác là thanh khoản, chúng ta thấy rằng là thị trường nhìn chung vẫn đang 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 giằng co trong một cái biến độ khá là hẹp. Thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy rằng là dòng tiền vẫn đang khá là thận trọng và rất khó để chúng ta có thể kỳ vọng vào một một sự tăng đột biến của thị trường tại thời điểm hiện tại khi mà những vùng này là cái vùng mà đang cũng thiếu thông tin hỗ trợ của thị trường. Trong phiên ngày hôm nay thì có cổ phiếu VIX là cổ phiếu mà nó tiêu điểm của phiên ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng cái khối lượng giao dịch của khối lượng bán của VIX ngày hôm nay gần như là lớn nhất từ trước đến giờ. Đây chúng ta có thể thấy cái đồ thị lịch sử của VIX thì hôm nay VIX là phiên mà có khối lượng giao dịch lớn nhất từ trước đến giờ, tức là khoảng tầm 15 triệu cổ phiếu. Và nhìn về cái diễn biến giá thì chúng ta thấy rằng hôm hôm nay hôm phiên bị bán rất là mạnh, một cái nến rất đóng cửa thất nhật phiên, thân nến rất là dài, khối lượng giao dịch cực kỳ lớn. Cho nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực bán ở VIX khá là mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Thậm chí là chúng ta nhìn thấy cái vùng hỗ trợ trước đó là VIX nằm quanh vùng 90 này thì phiên ngày nay cổ phiếu đã vỡ vỡ vùng này, khối lượng giao dịch rất lớn. Thì đây là đang nhìn về thuần về kỹ thuật thì đây là đang một tín hiệu rất xấu của VIX khi mà để vỡ cái vùng hỗ trợ quan trọng, kèm theo đó là khối lượng giao dịch lớn
và cây nến phá vỡ là hỗ trợ là cây nến mà thân thân nến rất là dài và đặc thân đúng không ạ? Đó thì đây đang là một cái cổ phiếu mà nó có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến thị trường trong các phiên giao dịch sắp tới. Bên cạnh đó thì của Vinhome cũng là một cổ phiếu mà đang cho thấy rằng là cái áp lực bán ở phiên ngày hôm nay nó cũng khá là lớn. Chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay là Vinhome giảm nó có tầm 2,2%, một cái nến thân nến cũng khá là dài, đóng cửa gần mức thấp nhất phiên. Và cổ phiếu này cũng đang giao dịch trong một cái vùng ở một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng, đâu đó quanh vùng 80 6 chia. Có điểm tích cực là cái phiên ngày hôm nay cổ phiếu bị bán mạnh, tuy nhiên là cái thanh khoản cũng không không quá lớn ở phiên ngày hôm nay, thì đây đang là một cái điểm tạm thời là níu kéo lại một chút về cái đến đóng cửa ngày hôm nay của Vinhome. Thì nhìn về bò nhìn nhóm nhìn về nhóm trụ, ba nhóm trụ thì chúng ta thấy rằng là có nhóm Vingroup, trong đó có Vick, Vinhome và VDE. Nhóm thứ hai là nhóm thực phẩm đồ uống thì chúng ta có Masan, có Vinamilk, có Sáp, và cái chân kiềng thứ ba chúng ta chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy là cái chân kiềng trong cái ba chân kiềng đấy thì chỉ còn một cái chân kiềng duy nhất tích cực, đó là chân kiềng của thực phẩm đồ uống, trong đó chúng ta có cổ phiếu Masan là tích cực ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Khi mà cổ phiếu này nó vượt đỉnh ở vùng giá quanh 140 đó. Cái cổ phiếu thứ hai mà cổ phiếu mà vừa rồi cũng nâng đỡ thị trường khá là tốt là Sáp và Vinamilk. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn ba cổ phiếu này thì chúng ta thấy rằng là chỉ có duy nhất Masan là đang ở một cái trạng thái tích cực nhất khi mà trong cổ phiếu này đang vượt đỉnh. Còn ngược lại, trạng thái của Sáp và trạng thái của Vinamilk, trạng thái của Sáp thì chúng ta thấy trạng thái của Sáp vẫn đang trong một cái trạng thái đi xuống thôi. Đúng không? Vẫn là một cái trạng thái đi xuống thôi. Trừ khi nào Sáp tạo một cái vùng giá trên 170 này thì khi đó thì chúng ta mới có thể yên tâm về cái xuống sắp tới của Sáp. Còn với đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy những cái vùng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, cho nên là trạng thái này của Sáp vẫn đang là trạng thái đi xuống. Vinamilk cũng thế, Vinamilk chúng ta thấy rằng là đang trong một cái vùng gần như là không có xu hướng đây, trong một cái vùng này. Do đó thì cũng rất khó để kỳ vọng những cổ phiếu này nó có thể đỡ được thị trường trong trong thời gian tới. Thêm nữa thì cái nhóm thực phẩm đồ uống này bao gồm Masan, Sáp và Vinamilk, mặc dù nhóm này có tăng, tuy nhiên thì hiệu ứng tâm lý lên thị trường nó cũng không được mạnh như nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đó thì hai cái trụ hiện tại đang khá là mong manh, bao gồm có trụ Vingroup, trong khi đó Vick hôm nay đã phát đi một tín hiệu rất là tệ. Chúng ta cần phải quan sát cái tín hiệu của Vick trong một vài phiên sắp tới, xem là cổ phiếu có sớm lấy lại cái vùng hỗ trợ này không, hay là cổ phiếu lại tiếp tục giảm, thiết lập những cái vùng giá thấp hơn nữa. Thì nếu mà cái trường hợp đó xảy ra thì cái rủi ro cho thị trường nó sẽ khá là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì là ba cái đầu kéo chính của thị trường hiện tại thì chúng ta có hai cái đầu kéo hiện tại đang đang ở cái trạng thái tiêu cực, đúng không ạ? Trong đó thì Vick là con đầu tiên phá vỡ cái vùng hỗ trợ quan trọng. Chúng ta sang nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta thấy rằng là hầu như nhóm cổ phiếu ngân hàng thì các cổ phiếu vẫn không có nhiều cái diễn biến tích cực. Chúng ta thấy là cái diễn biến gần đây thì hầu như các cổ phiếu ngân hàng vẫn đang giao dịch trong một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng. Vùng này là vùng rất quan trọng của các cổ phiếu ngân hàng. Thanh khoản thì chúng ta thấy rằng tiếp tục suy giảm khá là nhiều trong cái thời gian gần đây. Hiện tại ví dụ như Techcombank, chúng ta thấy là khối lượng giao dịch của Tech chỉ còn lại 5 triệu thôi, trong khi đó trung bình của hai phiên gần đây thì hoặc tầm 12 triệu thôi. Thì cho thấy rằng cái dòng tiền, mặc dù thị trường vừa rồi có tiếp cận những cái vùng 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 kháng cự ngắn hạn quanh 1.350 của chỉ số VN-Index, nhưng mà tuy nhiên thì nhóm ngân hàng vẫn không không có một cái sự sự tích cực ở đây là tích cực về giá và cái tích cực về việc về về cái khối lượng giao dịch. Do đó thì cái nhóm ngân hàng này đang ở vùng giá nó cũng rất là mong manh. Chỉ nếu mà phá vỡ cái vùng này thì thực sự là đó là một cái rủi ro rất rất lớn cho thị trường ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Vì nhóm cổ phiếu ngân hàng, thứ nhất là nó chiếm tỷ trọng khá lớn trên thị trường, đâu đó tầm 25 đến 30%. Cái thứ hai là cái hiệu ứng tâm lý ở cái nhóm cổ phiếu này nó tác động lên thị trường khá là lớn. Nó lớn hơn rất nhiều so với nhóm Vick hay là nhóm 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 thực phẩm đồ uống.
Do đó thì chúng ta cần phải quan sát kỹ cái nhóm cổ phiếu ngân hàng này trong một vài phiên sắp tới để chúng ta có thể xác định được cái xu hướng tiếp theo của thị trường. Cho đến khi nào cái cổ phiếu ngân hàng này tích cực trở lại thì rõ ràng chúng ta mới có thể kỳ vọng thị trường nó tăng trưởng mạnh trở lại được. Còn kịch bản đến thời điểm hiện tại, tích cực nhất đến thời điểm hiện tại là thị trường sideways, tức là giằng co trong một vùng biên độ hẹp. Và chúng ta cũng phải chuẩn bị cho mình một cái kịch bản xấu hơn là thị trường nó sẽ bước vào một cái nhịp giảm mới nếu cái nhóm ngân hàng nó phá vỡ những các vùng hỗ trợ quan trọng ở thời điểm sắp tới. Và đặc biệt là nhóm cổ phiếu nhóm Vingroup bao gồm VIX và Vinhome nữa là hai cổ phiếu mà chúng ta cần phải theo dõi rất rất kỹ trong các phiên giao dịch sắp tới để chúng ta xác định xem là liệu thị trường nó có những cái gì biến xấu hơn trong trong thời gian tới hay không. Đa số các cổ phiếu ngân hàng đều đang ở cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng. Khối lượng giao dịch tiếp tục suy giảm thì điều này đang là một điều mà cho thấy rằng là không được tích cực cho thị trường. Đó thì nhìn về tổng thể thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta đang đứng trên ba ba cái chân kiềng chính, thì trong đó đến thời điểm hiện tại có hai cái chân kiềng mà đang xấu đi, đó là chân kiềng ngân hàng và thứ hai là chân kiềng nhóm Vingroup. Còn chân kiềng duy nhất đang tích cực đó là chân kiềng thực phẩm đồ uống, trong đó là massage là đầu kéo mà hỗ trợ thị trường rất tốt trong cái một vài phiên giao dịch gần đây. Với cái diễn biến chính của ba nhóm phiếu này thì rõ ràng là cái kịch bản tích cực nhất chúng ta có thể kỳ vọng là thị trường đi ngang trong một biên độ. Đúng không ạ? Còn chúng ta cũng vẫn phải xác định chuẩn bị cho mình những cái kịch bản nó xấu hơn là thị trường nó sẽ giảm điểm trở lại từ vùng giá này. Thì khi chúng ta nhìn nhận cái xu hướng chung nó như thế thì kịch bản tốt nhất của chúng ta chỉ sideways thôi, đúng không ạ? Còn kịch bản xấu hơn thì thị trường hoàn toàn nó có thể bước vào một nhịp giảm mới, thì chúng ta sẽ có những cái hành động cụ thể cho cái danh mục của mình. Ví dụ thời điểm hiện tại không phải là thời điểm chúng ta dùng margin. Thời điểm này chúng ta chỉ nên phân bổ một cái tỷ trọng cổ phiếu ở mức một mức vừa phải thôi, đặc biệt là không nên sử dụng margin ở hiện tại vì cái thị trường của chúng ta nó không có xu hướng trong ngắn hạn, đặc biệt là cái thanh khoản của thị trường nó đang sụt giảm rất rất mạnh. Thế nên là chúng ta không thể kỳ vọng thị trường nó tăng trưởng một cách mạnh mẽ như 6 tháng đầu năm được. Cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ hạn chế trong cái việc chúng ta mua đuổi cổ phiếu. Ví dụ một cổ phiếu chúng ta đang theo dõi nhưng mà cổ phiếu đó nó mở cửa hoặc là nó mở cửa và nó tăng mạnh luôn ấy, thì chúng ta có thể bỏ qua những cổ phiếu đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta mua đuổi những cổ phiếu ở những cái trạng thái như thế thì nó sẽ có những cái rủi ro khi mà hàng cổ phiếu về tài khoản, bởi vì dòng tiền hiện tại nó khá yếu, thế nên nó sẽ không đủ để nó đẩy cổ phiếu tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới. Thì đó là một cái rủi ro mà chúng ta cần cần phải phải tính đến. Yếu tố thứ ba là những cái cổ phiếu anh chị mà đang nắm giữ những cổ phiếu trong tài khoản này, thì chúng ta cũng phải xác định rất rõ những cái vùng để chúng ta bán ra cổ phiếu, tức là chúng ta cắt lỗ cổ phiếu nếu mà nó bị vi phạm, để chúng ta có thể chủ động nếu thị trường nó có những cái chuyển biến nó xấu hơn ấy, thì chúng ta lúc đó khi đấy cái tâm thế của chúng ta là tâm thế hoàn toàn chủ động rồi, chúng ta sẽ có thể cắt lỗ cổ phiếu, đúng không ạ? Để tránh những cái rủi ro mà thua lỗ cho tài khoản. Đó thì đó là cái kế hoạch hay là những cái chiến lược giao dịch trong trong thời gian tới. Khi ngày mai sẽ là cái phiên đáo hạn của phái sinh. Ở đó phiên ngày mai sẽ là phiên cơ cấu của quỹ ETF, thì nên ít nhiều nó sẽ phải ảnh hưởng đến 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 thị trường chung. Khi mà quỹ đó họ sẽ giao dịch ở các cổ phiếu blue chip trên 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 sàn. Và đầu tuần sau thì chúng ta có lẽ cái xu hướng nó sẽ rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn nhắc lại là cái kịch bản tích cực nhất ở thị trường hiện tại là thị trường chúng ta sẽ kỳ vọng thị trường đi sideways thôi, và chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho mình một cái kịch bản xấu hơn ở thời điểm này, đó là thị trường nó sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Đó. Còn còn về các nhóm cổ phiếu ở trên thị trường ấy, thì chúng ta thấy là nhóm cổ phiếu chúng ta đi qua về các nhóm cổ phiếu chính trên thị trường.
Nhóm thứ nhất là nhóm ngân hàng, thì rõ ràng chúng ta vừa kiểm tra rồi, nhóm ngân hàng là cái nhóm mà đang gần như là không có cái tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, đang ở giao dịch ở những cái vùng giá rất là nhạy cảm, đặc biệt là cổ phiếu ACB. ACB là cổ phiếu mà trong cái phiên tuần phiên phiên ngày hôm qua là cổ phiếu đã phá vỡ cái vùng trước đó này. Mà thấy không? Thì nó sẽ rất, thì đây là đang là một cổ phiếu đi động trong cái diễn biến của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây là cổ phiếu mà chúng ta phải chú ý này. Cái thứ hai là cái HD Bank. Đấy, HD Bank cũng phát đi một cái tín hiệu nó xấu hơn trong ngắn hạn. Là thấy đang phá vỡ cái vùng giá này. Cái vùng mà trước đó nó đã giữ được quanh vùng giá này. Đấy. Đã vỡ một cái nến này rồi. Đó thì đây là cổ phiếu mà nó phát đi tín hiệu nó tiêu cực trong ngắn hạn này. Đó thì có ACB, có HD Bank. Cái cổ phiếu thứ ba là công thương. Công thương chúng ta thấy rằng công thương cũng đã phá vỡ cái vùng EMA 200, đường EMA 200 là cái đường màu xanh dương anh chị nhé, cũng đã phá vỡ cái đường này và đang trong quá trình hồi phục lại. Thì đây đang là những cổ phiếu mà nó có những cái công thương là đã xác nhận được cái nhịp giảm, cái xuống giảm đấy, chúng ta thấy chưa? Những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này, những cái đáy sau chúng ta ở đây vùng này này đã thấp hơn. Đó thì đây đang là những cổ hay là VIP, là những phiếu nó trong một cái xuống giảm rất là rõ. Thì nhóm ngân hàng nhìn chung cái áp lực của nhóm này lên thị trường trong thời gian tới nó sẽ khá là lớn, đặc biệt nếu mà nhóm này nó để phá vỡ những cái vùng hỗ trợ quan trọng, ví dụ như Tech mà phá vỡ cái vùng giá 48 này, mà đóng cửa dưới vùng giá 48 này này, thì cái áp lực lên thị trường nó sẽ khá là lớn. SCB này rồi MB cũng thế, MB mà giờ phá vỡ vùng giá 27 này thì rất nguy hiểm cho thị trường, bởi vì khi đó nó đã xác nhận là bước vào một cái xuống giảm. Đây chúng ta đã nhìn thấy hai cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đây. Và bây giờ nếu mà một cái phá vỡ một cái cây nến mà nó phá vỡ cái vùng giá này, tức là nó hình thành một cái đáy sau thấp hơn đáy trước này, thì khi đó cái xác suất mà cổ phiếu nó về những vùng giá thấp hơn, ví dụ nó về cái vùng quanh vùng này, vùng 24 này là hoàn toàn có, hay là Techcombank hoàn toàn có thể về lại quanh những cái vùng giá này. Tức là cái dư địa mà nó giảm đâu đó nó sẽ phải còn còn tầm 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 10-15% nếu mà chúng ta phá vỡ cái vùng giá này, thì khi đó cái thị trường chung của chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng này, vì nhìn chung của nhóm cổ phiếu ngân hàng này nó có tác động rất lớn đến thị trường về mặt điểm số và về mặt yếu tố tâm lý. Cái thứ hai là nhóm cổ phiếu chứng khoán. À, thì nhóm cổ phiếu chứng khoán trong cái phiên tuần vừa rồi nó cũng không được tích cực, khi mà chúng ta thấy rằng là cái đà giảm của nhóm này nó khá là mạnh. Đây chúng ta thấy SSI sau cái hoạt động mà chia cổ tức, cổ phiếu đã tăng vượt lên cái vùng giá đỉnh này sau chia, và sau đó nó cổ phiếu bị bán liên tiếp trong vòng 4 đến 5 phiên gần đây, đúng không ạ? Và chúng ta thấy khối lượng giao dịch của cổ phiếu gần đây nó cũng 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 bị bán ra khá khá nhiều những cái phiên giao dịch gần đây. Hay là cái HCM, ta thấy HCM ở đây chúng ta thấy gì ạ? Sau khi mà không vượt được cái vùng giá 58 này thì cổ phiếu đã có những cái phiên giảm khá là mạnh. Đây chúng ta thấy có những phiên điểm khá là mạnh. Cái phiên hồi phục ngày hôm qua của cổ phiếu này HCM này thanh khoản rất là thấp. Rất là thấp so với những cái phiên bán này. Thì đây đang là một cái tín hiệu mà phát đi một cái tín hiệu là nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đang có vấn đề trong ngắn hạn, tức là cái rủi ro cho nhóm cổ phiếu này nó cũng đang đang lớn dần trong 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 thời gian tới. Đấy, chúng ta thấy SSI, chúng ta có HCM, NSF đều đã có những cái tín hiệu nó xấu hơn trong trong ngắn hạn phát đi từ nhóm cổ phiếu này. Đây đều đang ở cái vùng giá này. Hai phiên chúng ta thấy hai phiên đây này, hai phiên ngày thứ đây là thứ hai và thứ ba bị bán khá là mạnh, khối lượng rất là lớn đúng không ạ? Phiên thì ngày hôm qua là phiên hồi phục thanh khoản rất là nhỏ, ngày hôm nay thì một cái nến này, những cái rủi ro nó sẽ xảy đến những cổ phiếu này nếu nó phá vỡ những vùng giá này. Nó thì nhóm cổ phiếu chứng khoán anh chị cũng phải cần quan sát kỹ, ngắn hạn chúng ta sẽ không mua vào nhóm cổ phiếu này nữa, và chúng ta nếu đang có cổ phiếu chúng ta có thể cân nhắc nếu mà có những cái biến cố xấu thì chúng ta chủ động chúng ta bán ra thôi, chứ chúng ta không mua vàng nữa. Đây nhóm chứng khoán. Nhóm thứ ba là nhóm về cổ phiếu thép, thì nhóm cổ phiếu thép nó vẫn đang đang khá là tích cực trong các phiên giao dịch gần đây.
Có thể kể đến như cổ phiếu Hòa Phát này, Hoa Sen này, Nam Kim này, hay là thép Tiến Lên này. Nhìn về trạng thái hiện tại của nhóm thép thì chúng ta thấy một cái tín hiệu rất tích cực là nhóm này đã xác nhận bước vào một cái nhịp tăng giá mới rồi. Tuy nhiên thì ở thời điểm này chúng ta không còn một cái điểm để chúng ngắn hạn để chúng ta mua vào phiếu này nữa. Do đó thì nhóm này chúng ta vẫn nên ở cái trạng thái chúng ta theo dõi thôi. Ví dụ như Hòa Phát này, chúng ta vẫn ở cái trạng thái chúng ta theo dõi thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ những cái ở những cái vùng giá 50, 51 của Hòa Phát mà chúng ta không phải quá vội vàng cổ phiếu này. Hay Hoa Sen, đấy Hoa Sen hiện tại thì chúng ta không còn điểm mua nữa rồi sau một cây ngày hôm qua. Thì nhóm cổ phiếu thép đang là một nhóm cổ phiếu tích cực. Tích cực ở đây là chúng ta tích cực cho cái trạng thái nắm giữ thôi, chứ còn tích cực không tích cực cho cái trạng thái mua mới vì ngắn hạn chúng ta cũng không có điểm mua vào cho cái nhóm này nữa rồi. Nhóm thứ ba là nhóm về bán lẻ, chúng ta thấy có Thế Giới Di Động. Đây, Thế Giới Di Động thì cũng đã xác nhận bước vào một cái xu hướng tăng dần và giá mới khi mà vượt qua vùng giá 120. Do đó những cổ phiếu này nếu mà chúng ta có thể nếu chúng ta muốn mua vào chúng ta hoàn toàn có thể chờ những cái vùng nhịp nó giảm về lại 120 này chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào. Đúng không? Đó. P&G thì chúng ta thấy như như trước chúng ta có trao đổi P&G thì đang trong một cái xuống giảm rồi. Trước đó đang trong một cái nhịp giảm rồi. Đây chúng ta thấy rằng là cổ phiếu hình thành những cái đỉnh sau đây một đỉnh hai đỉnh đỉnh sau thấp đỉnh trước đỉnh sau thấp phần này trước đúng không ạ? Hiện tại thì chúng ta đang cổ phiếu đang lấy lại cái vùng này, tuy nhiên thì ngắn hạn nó sẽ có một cái vùng kháng cự rất mạnh nhỉ? Vùng 96 đến 98 này, do đó thì chúng ta ở thời điểm này ở cái vùng giá 93 này thì chúng ta chưa nên vội chúng ta tham gia mà chúng ta nên chờ một cái nhịp cổ phiếu nó tăng sau đó nó điều chỉnh lại như cái mình vẽ đây để chúng ta tham gia thì nó sẽ an toàn hơn, bởi vì khi đó cái cổ phiếu này nó đã chính thức nó xác nhận nó bước vào một cái xu hướng tăng giá rồi thì khi đó cái kỳ vọng lợi nhuận trong ngắn hạn của chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn. Cổ phiếu nữa là cổ phiếu VRE, thì VRE nó đang một cổ phiếu cũng khá là tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà cổ phiếu đã vượt qua được cái vùng kháng cự rất rất rất, rất mạnh ở vùng giá 29. Thì VRE cũng được kỳ vọng rằng là khi mà nền kinh tế sớm mở cửa trở lại thì cái nhóm cổ phiếu như VRE chúng ta phải cho thuê mặt bằng các thứ thì cũng sẽ được hưởng lợi từ cái việc mà nền kinh tế sớm mở cửa trở lại. Nhìn về cái diễn biến trạng thái hiện tại của VRE thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu khi mà đã vượt qua được vùng giá 9 này rồi thì cái vùng giá tiếp theo kỳ vọng sẽ nằm ở đâu đó vùng giá 33. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại câu hỏi đặt ra là chúng ta có mua vào được phiếu này hay không thì câu trả lời là không, khi mà chúng ta thấy rằng là trong cả một quá trình mà nó đi lên như này thì chưa có một cái nhịp điều chỉnh hay là chưa có một nhịp nào test test lại 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 cung để cổ phiếu có thể đi lên một cách bền vững. Sau đó thì cái kịch bản của chúng ta nếu chúng ta muốn giao dịch cổ phiếu này thì chúng ta sẽ phải chờ chờ một nhịp nó quay lại nó test lại cái vùng giá quanh 29 này để chúng ta cân nhắc mua vào, bởi vì nó vẫn đang có một cái vùng kháng cự ở quanh vùng EMA 200 này, quanh vùng 31 này sẽ là một cái vùng mà chắc chắn khả năng cao cổ phiếu nó sẽ có phần ấn giá ở đây, tức là nó chạm vùng này và nó bật giảm trở lại. Do đó thì ở thời điểm hiện tại chúng ta nếu mà muốn mua thì chúng ta sẽ chờ chờ để cổ phiếu điều chỉnh lại vùng giá này để chúng ta có thể tham gia. Về nhóm cổ phiếu về bất động sản thì chúng ta thấy rằng là nhiều cổ phiếu đã có tín hiệu nó yếu đi rồi. Ví dụ chúng ta thấy Đích Tộc sau khi mà cố vượt cái vùng đỉnh này thì sau đó là không thành công và bị bán ngược trở lại. Thì nếu anh chị nào mà đang có cổ phiếu này thì chúng ta sẽ quan sát để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra thôi. Vì sao? Vì là gần đây chị thấy rằng những cái phiên bán khối lượng bán những phiên bán này khối lượng rất là lớn, trong khi đó những phiên hồi phục này khối lượng rất là nhỏ, cho thấy rằng là bên bán họ đang hoàn toàn họ chiếm ưu thế của cái này rồi. Sau đó nếu mà nó có cái diễn biến xấu trong 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 phiên sắp tới thì anh chị đã có cổ phiếu thì chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra, còn chúng ta không 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 mua mới cổ phiếu này trong ngắn hạn nữa. Đô cũng thế, đô thì chúng ta cũng thấy rằng là cái ngắn hạn chúng ta cũng chưa có một cái điểm mà giao dịch cho cổ phiếu này. Về nhóm cổ phiếu bất động sản của công nghiệp, chúng ta cũng thấy rằng là Kinh Bắc thì chúng ta vẫn đang gặp cái vùng 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 kháng cự nó khá mạnh quanh vùng giá này. Thì ở Kinh Bắc ở trạng thái hiện tại thì chúng ta có thể chờ. Chúng ta có thể chờ ở những cái vùng giá quanh 40 này. Chúng ta cũng chưa vội, vì sao? Vì là cái phiên hôm trước, cái phiên này bị bán mạnh như này, khối lượng giao dịch cực kỳ lớn, trong khi đó ba phiên giao dịch gần đây hồi phục nhưng mà khối lượng rất là nhỏ.
Đó, đây là cái tín hiệu mà chúng ta cần phải quan tâm. HGBL thế chúng ta thấy cũng cùng một cái đặc điểm chung là trong phiên bị bán mạnh thì ba phiên hồi phục khối lượng đều rất là thấp. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở chúng ta chờ đợi thêm ở những cổ phiếu này. ZC cũng thế đúng không ạ? Đều chung một trạng thái. Những nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công rõ ràng để nếu mà để mua mới ở thời điểm này thì rất khó để chúng ta có thể đưa ra một cái kế hoạch để mua vào cho cổ phiếu những cổ nhóm cổ phiếu này trong ngắn hạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái độ tăng của những nhóm này nó khá là dốc, nó chưa có một cái như PLC này, chúng ta thấy rằng ít nhiều nó còn có một cái vùng hỗ trợ này để chúng ta có thể quản trị rủi ro cho những cái lệnh mà chúng ta mua vào, đúng không ạ? Đây cái vùng này. Nhưng mà những cái cổ phiếu như BCC này chúng ta thấy khá khó chúng ta có thể giao dịch những cổ phiếu này, bởi vì nhìn chung những cổ phiếu này đang dừng lại ở cái gọi là cái kỳ vọng thôi, kỳ vọng vào cái hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư công của chính phủ thôi. Tuy nhiên thì nó chưa thể hiện ra thông qua cái kết quả kinh doanh, đúng không ạ? Thì đây chỉ là những sóng kỳ vọng thôi. Mà khi ra sóng kỳ vọng thì nếu mà nó quay đầu nó giảm điểm thì cái rủi ro của nó cũng khá là lớn. Nhưng cái B thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu nó tạo một sau khi tạo một vùng đỉnh nhỏ này, cổ phiếu nó hồi phục chạm lại vùng này và bằng một cái nến như này thì cũng rất khó để chúng ta có thể mua vào ở thời điểm hiện tại, thì hoàn toàn có xác suất cổ phiếu nó tạo hai đỉnh nhỏ ở đây để nó đi xuống tiếp, đúng không ạ? Thế nên chúng ta cũng không không phải vội để chúng ta giao dịch những cổ phiếu ở những cái thời điểm hiện tại như này hay là T1 như thế, đúng không ạ? Rất khó để chúng ta có thể giao dịch những cổ phiếu dạng như này. Nhìn chung thì sau khi mà nhìn lại thị trường của chúng ta sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì gần như là cái diễn biến của thị trường nó cũng không có như có cái gì quá thay đổi so với các phiên trước, khi mà cái ba cái trụ chính của thị trường trong phiên ngày hôm nay có VIX nó phát đi một cái tín hiệu nó xấu trong ngắn hạn, thì đấy là một cái tín hiệu mà chúng ta cần phải 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 quan sát thêm trong thời gian tới. Cái nhóm thứ hai mà chúng ta quan tâm là nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong đó những cổ phiếu lớn ví dụ như Techcombank, MB này, STB này hay Vietcombank đều đang giao dịch ở những vùng giá vùng hỗ trợ nó rất là nhạy cảm. Nếu mà có một cái phiên phá vỡ vùng đó thì chúng ta cũng phải xác định chuẩn bị cho một kịch bản thị trường chung nó sẽ xấu hơn trong thời gian tới, tức là sẽ có một nhịp giảm nữa của thị trường. Sau đó thì chúng ta cũng ở thời điểm hiện tại với cái mức thanh khoản vẫn tiếp tục giảm suy giảm trong những phiên gần đây thì rõ ràng là cái động lực để thị trường nó có thể tăng 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 giá mạnh trở lại nó gần như là không có, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì thị trường hiện tại cũng không có một cái nhóm nhóm dẫn dắt nào đủ đủ khỏe để có thể kéo được thị trường hay là có thể thu hút được cái tâm lý của thị trường, đúng không ạ? Tiếp theo là một nhóm cổ phiếu chứng khoán, thì nhóm cổ phiếu chứng khoán trong hai phiên gần đây nó cũng phát đi những cái tín trong tuần gần tuần này thì nó cũng phát đi những cái tín hiệu nó xấu hơn trong ngắn hạn, do đó thì nhóm này chúng ta tạm thời ngắn hạn chúng ta cũng chưa vội quan tâm đến nhóm cổ phiếu này. Và nếu mà chúng ta đang có cổ phiếu ở nhóm chứng khoán thì chúng ta hoàn toàn có thể quan sát những cái phiên sắp tới để nếu mà nó có cái sự xác nhận phá vỡ cái vùng cắt lỗ của chúng ta thì chúng ta cũng phải chủ động trong việc chúng ta bán ra. Nhóm phiếu ngành thép thì vẫn đang tích cực, tuy nhiên thì nó chỉ tích cực cho những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu thôi, còn nó không tích cực cho trạng thái mua mới. Trạng thái mua mới chúng ta phải chờ nhóm phiếu bán lẻ, trong đó có Thế Giới Di Động và cổ phiếu đang rất là tích cực khi mà cổ phiếu đã vượt đỉnh. Do đó thì nếu muốn mua cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ trong các nhịp điều chỉnh sắp tới. Bên cạnh đó thì có PNG và có VRE, thì hai cổ phiếu này vẫn đang trong cái quá trình mà lấy lại cái xu hướng tăng giá, do đó chúng ta không vội để chúng ta giao dịch những cổ phiếu, không vội để vào những cổ phiếu này trong trong ngắn hạn. Nhóm cổ phiếu bất động sản chúng ta cũng cũng có những tín hiệu nó xấu nên chúng ta cũng sẽ không tham gia những cổ phiếu này, và chúng ta sẽ nếu đang nắm giữ thì chúng ta quan sát để chúng ta bán ra nếu mà nó có tín hiệu xấu. Tóm lại thì thị trường chung của chúng ta là kịch bản tích cực nhất ở thời điểm hiện tại là sideways, còn kịch bản xấu hơn ấy, mà chúng ta phải tức là cũng phải chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu hơn là thị trường nó sẽ bước vào một nhịp giảm tiếp. Sau đó thì ở ngắn hạn thì chúng ta cố gắng hạn chế sử dụng margin ở thời điểm hiện tại,
duy trì tỷ trọng của cổ phiếu ở một mức vừa phải thôi. Tức là nếu mà chúng ta mua mới một cổ phiếu ấy, thì chúng ta chỉ nên mua khi mà chúng ta đã có một cái cổ phiếu về tài khoản rồi, để chúng ta sẵn sàng chúng ta bán ra để chúng ta hạ cái tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản xuống. Và cái thứ ba là chúng ta hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Nếu chúng ta ưa thích, chúng ta rất thích một cổ phiếu nhưng mà cổ phiếu đó nó đã tăng khá nhiều so với cái điểm mua của chúng ta rồi thì chúng ta cũng nên bỏ qua, chúng ta tìm một cơ hội khác, chứ không nên gọi là FOMO chúng ta mua đuổi. Ok, thì phiên hôm nay là cái phiên phát đi cái tín hiệu tiêu cực đầu tiên của VIX, thế nên là mình cũng muốn cập nhật thị trường và cũng như cái nhóm ngành để anh chị có thể chủ động hơn trong cái việc giao dịch. Thì phiên ngày mai là cái phiên cơ cấu của quỹ ETF thì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Do đó thì thị trường khả năng thì trong tuần sau nó sẽ rõ ràng hơn khi mà những hoạt động như đáo hạn phái sinh và cơ cấu danh mục và quỹ ETF nó đã xong hết rồi. Đó. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại anh chị trong cái video review thị trường trong cuối tuần này, tức là sau cái phiên mà cơ cấu ETF xong thì mình sẽ có một cái video để review lại thị trường cho anh chị trong hay cũng như cơ hội giao dịch trong tuần tới. Cảm ơn anh chị.